Dạ vâng, ngày hôm nay em Trọng lại lên sóng cho quý anh chị một mẫu VinFast Padin. Chiếc xe này sản xuất năm 2021, động cơ máy xăng 1.4 và mới lăn bánh có 4,3 km thôi. Chiếc xe này với ngoại thất màu trắng, nội thất màu đen. Em quay phần ngoại thất sơn si bên ngoài. Đây các bác nhìn này, sơn zin nguyên bản, gần như là nguyên cả xe các bác nhé. Mới lăn bánh có 4,000 km thôi. Xe còn rất là mới. Phần sơn si bên ngoài thì đây bên em mới lấy về là còn hơi bẩn một chút, đi trời mưa. Xe này nếu mà rửa sạch thì xe rất là đẹp các bác nhé. Đây phần ngoại thất bên ngoài. Chiếc xe là mộc nguyên bản zin hết từ đầu đến đuôi. Đây là em quay ở trạng thái xe mộc vừa mới lấy về. Bác chủ là còn nguyên cả đồ đạc trên xe tặng kèm kìa. Đây các bác nhìn phần ngoại thất bên ngoài. Xe là nước sơn màu trắng. Như các bác biết rồi đấy thì màu trắng là màu rất hot ở trên thị trường. Cái thị phần khách mua màu trắng nó rơi vào khoảng 80%. Đây tất cả những cái chi tiết ngoại thất theo xe này. Đèn đóm nguyên bản này. Cái khe mí nó rất là khít nhé. Khe rất là đẹp. Cả những cái chi tiết nguyên bản theo xe. Bên em là xe có như thế nào thì quay như thế. Đây có hơi sương một chút thôi. Thì cái này thì bọn em sẽ spa cho các bác. Đây phần đèn đóm này, tất cả các mí theo xe nó rất là khít. Đây có sinh nhan tích hợp trên gương. Và lốp theo xe là rất dày nhé. Chiếc xe này mới đi được có 4,000 km thôi, lốp theo xe còn rất là dày. Na răng thì còn sáng và đẹp, không có vết xước. Đây các bác nhìn này, tất cả còn như mới. Cái trạng thái của xe là mộc nguyên bản, không độ đẽo gì cả. Lốp theo xe là rất dày. Chiếc xe này với dòng xe Padin này thì trên chục vạn các bác mới phải thay lốp cơ. Chiếc xe này là 4 lốp, là theo xe và dày bịch các bác nhé. Đây các phần chi tiết đèn đóm này, các khe mí này rất là khít nhé. Phần đèn sau, đèn hậu đây. Em quay cả ngoại thất, cả nội thất cho các bác. Phần nội thất thì với dòng Padin này thì cái cốp nó hơi bé một chút. Đây các bác nhìn này, chỉ để được tầm được khoảng 3 cái vali thôi. Nhưng mà với một chiếc xe phải nói là xe gia đình đi hai vợ chồng rồi hai đứa trẻ con thì rất là hợp. Cái hàng ghế sau nó cũng hơi nhỏ một chút, tức là hơi gọi là hơi trần một chút, hợp với đi xe gọi là đi xe gia đình thôi ạ. Đây các bác nhìn này, táp ly cánh còn rất đẹp nhé, không 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 có vết xước nào cả. Cái dòng Padin mà nếu mà chạy nhiều thì nó sẽ có rất là nhiều vết xước ở cánh. Cái chiếc xe này là một chiếc xe chạy ít. Đây các bác nhìn ghế lái này. Chiếc xe này là nguyên bản nhé, không độ đẽo gì. Bác chủ là bác ấy thích trạng thái xe zin nguyên bản, là không thích độ đẽo gì. Đây đồ đạc của bác chủ còn nguyên đây. Tablo cũng rất là đẹp. Còn vô lăng củ số thì rất mới. Đây, vô lăng củ số một chiếc xe chất xe tầm độ 4 vạn thì xe nó vẫn còn rất là đẹp. Đây, củ số đây, vô lăng củ số. Ghế phụ. Chiếc xe này bên em vẫn để mộc và bác chủ là vừa mới để lại cho bọn em thôi. Một chiếc xe nguyên bản từ đầu đến đuôi, không độ đẽo, không gọi là can thiệp bên ngoài, bảo hành là nguyên vẹn các bác nhé. Với dòng xe VinFast Padin này thì bảo hành hãng là 10 năm và bây giờ là các bác còn đến tận 7 năm bảo hành nữa. Trần lì nguyên bản rất đẹp, rất sáng nhé. Ghế sau thì cũng còn rất đẹp. Và bên em có quay đầy đủ chi tiết cho các bác, nếu các bác cần
kiểm tra lịch sử hãng thì đây bên em có quay về phần thông số của xe, số khung. Các bác chỉ cần gọi là chụp lại cái ảnh này và các bác có thể check hãng theo số khung, số VIN. Xe này sản xuất năm 2021 và chạy mới có 4 vạn 3 thôi. Nội thất còn đẹp, ngoại thất cũng đẹp. Chiếc xe này bên em là bao check hãng cho các bác và là cam kết là máy số, keo chỉ, khung rằng động cơ là nguyên zin hết. Đây các bác nhìn giúp em này, phần ốc lắp cabo zin nguyên bản nhé, keo chỉ nguyên bản hết. Xe còn như mới các bạn. Đây, đây ốc lắp cabo zin nguyên bản nhé. Các cái ốc tai cũng zin này. Đây các ốc tai bên này cũng zin. Ốc chân máy này. Tất nhiên là về phần máy số, keo chỉ, khung rằng, động cơ là bên em là bao zin, bao check hãng rồi. Các bác dân mà mua thì em cũng khuyến khích các bác đưa xe đi check hãng các bác nhé. Với một chiếc xe hạng A thì giá thời điểm này nó rất là hợp lý về giá. Với chiếc VinFast Fadin, chiếc này là sản xuất năm 2021 và bên em đang chào với cái mức giá rất là hợp lý thôi là 325 triệu bao rút hồ sơ cho các bác. Bác nào mà yêu thích chiếc xe thì các bác điện thoại cho em Trọng theo số máy là 037309 3318 hoặc là địa chỉ xem xe là salon em là salon gọi là Home Car ở địa điểm 222 đường Trường Chinh, thành phố Hải Dương. Vâng, em Trọng xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý anh chị ở những chiếc xe sau. Em xin cảm ơn.